Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí giống như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Phần xốp này, mình cắt một cái mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ đủ dùng thôi chứ mình cũng không dùng quá nhiều nhé. Mọi người vẽ lên trên cái phần xốp này nhé. Chứ cái phần nhũ đằng trước là mình không vẽ lên được đâu. Phần nhũ đằng trước thì nó rất là rát, không vẽ được. Mình vẽ phần xốp. Mình vẽ nửa hình trái tim như thế này. Sau đó mình sẽ cắt ra nhé. Mình cắt ra. Mình cắt xong mình sẽ chỉnh sửa làm sao cho cái hình dáng thật là đẹp. Rồi mình được cái hình trái tim như thế này. Rồi mình sẽ gắn nó lên. Gắn nó lên chính giữa chỗ này. Đây mình áp vào. Đây mình sẽ được một cái phần trang trí rất là xinh như thế này rồi. Giờ mình sẽ dùng đến cái phần màu tím làm phần trang trí tiếp theo nhé. Mình bỏ những phần dư đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm trang trí bằng cái màu tím này. Thì đơn giản là mình sẽ tạo thành một cái dải tơ rua. Mình sẽ gập vào nhé, mình gập cái đường này vào. Gập vào thành nhiều lần. Mình sẽ cắt cho bằng cái này đi đoạn. Mình dùng thước mình kẻ mình cắt cho nó bằng nhé. Rồi mình cắt bỏ phần dư đi đã. Rồi mình bỏ phần dư đi. Sau đó mình gập vào làm nhiều lần và mình sẽ cắt tơ rua. Mình gập vào làm nhiều lần này. Mọi người cứ gập là được. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nhé, cắt những đường tơ rua. Cắt ra. Mọi người cắt càng đều thì cái tơ rua nó càng đẹp nhé. Cắt cái khoảng cách giữa các cái sợi này nó càng đều thì tua càng đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và mình cắt lại ở những chỗ giữa, những phần giữa này thì mình sẽ phải cắt lại nhé. Đấy, tại vì những chỗ giữa đấy nó sẽ có cái độ rộng nó lớn hơn cái xung quanh. Rồi mình tiếp tục mình cắt. Mình chỉnh sửa một chút là mình sẽ hoàn thành rồi, rất là nhanh thôi. Rồi mình mở ra. Mình được một phần tơ rua như thế này. Bây giờ mình sẽ cuộn nó vào nhé. Mình cuộn nó vào. Mình cho một chút keo đi. Cho một chút keo dán cho nó chắc. Mọi người vừa cuộn, mọi người vừa cho keo vào cho mình. Cứ vừa cuộn vừa cho keo thì nó sẽ được chắc nhé. Rồi mình tiếp tục mình cuộn vào. Còn một chút nữa là mình sẽ hoàn thành rồi. Rồi mình tiếp tục mình cuộn cho đến hết. Đây mình sẽ được một cái phần tua rua như thế này. Bây giờ mình sẽ gắn cái phần tua rua vào nhé. Gắn phần tua rua vào. Mình cho chút keo vào. Sau đó mình sẽ áp phần này vào. Mình chờ một lúc cho keo vào dính chắc nhé. Mình sẽ chờ một chút. Khoảng 35 đến 40 giây. Thì nó sẽ dính chắc được. Rồi mình sẽ phủi bớt những cái phần keo dư với nhũ dư trên này đi. Để cho nó không dính lại lên trên cái dây treo của mình nhá. Rồi. Chờ một chút cho nó dính chắc. Mọi người gỡ bớt những phần keo dư dính trên cái dây treo đi nhá. Rồi.
Vậy là với những cái bước rất đơn giản thì mình đã hoàn thành xong một sợi dây treo dễ thương như thế này. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những sợi dây treo giống như thế này nhé. Chúc các bạn thành công nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!